Bảo Hiếu xin gửi lời chào tới các cô chú, các anh chị và toàn thể các bạn trong nhóm học Thủy Sáo 365. Mọi người thân mến, như vậy là hôm nay cũng đã chúng ta đã kết thúc cái mini game thứ 20 trong nhóm chúng ta, cũng như là đã đến cái thời điểm để chúng ta công bố cái kết quả của cuộc thi này, đúng không ạ? Đó, thì trước khi vào phần công bố kết quả thì mình cũng xin một ít phút để có thể là nói về nhóm của chúng ta. Nhóm có tên là Học Thổi Sáo 365 VN, đúng không ạ? Tức mình mong muốn là xây dựng một cái nhóm để hỗ trợ cộng đồng trong 365 ngày, đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ cùng nhau gửi đến đây những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, đó, những cái điều các bạn cần hỏi, cần giải đáp. Đó, và chúng ta cũng sẽ nhận được câu trả lời từ mình cũng như là từ các bạn thành viên nhóm. Đó, cũng như là chúng ta có kiếm được một cái tài liệu gì đó hay, chúng ta có thể là giao lưu chia sẻ với nhau. Tóm lại là một nơi để chúng ta giao lưu, đó, cũng như là nâng cao được cái kiến thức, nâng cao được kỹ năng chơi sáo ngày một tốt hơn, cũng như là nơi tìm được những người bạn chung niềm đam mê, đúng không ạ? Và để xây dựng được một cái nhóm như vậy thì riêng một mình, cá nhân mình thì chắc chắn là không thể làm được, nên cũng rất là mong nhận được cái sự quan tâm, nhiệt tình, góp sức của tất cả mọi người trong nhóm chúng ta. Cụ thể là như thế nào? Thì khi mà chúng ta có thấy những cái bài đăng thì chúng ta cũng sẽ có những cái câu hỏi, thì chúng ta cũng sẽ cái gì chúng ta biết thì chúng ta sẽ chia sẻ, đúng không ạ? Để mỗi người đóng góp một ý kiến để bạn đó được giải đáp thắc mắc, cũng như là sẽ có được một cái hướng luyện tập tốt hơn. Đó. Ngoài ra thì trong nhóm chúng ta, các bạn thấy cái phần game ở đầu cũng có một cái quỹ và cái phần thưởng trong các cái mini game, trong các cái trò chơi này, trong các cuộc thi của chúng ta thì sẽ lấy từ quỹ đó. Đó, thế nên là cũng mong nhận được sự quan tâm đóng góp của mọi người để chúng ta có một cái quỹ lớn hơn để cùng nhau hoạt động ý nghĩa hơn, mọi người nhé. Cái việc thu chi về quỹ nhóm thì đã ghi một cái phần đầu nhóm rất là chi tiết này. Chúng ta cũng đã tổ chức được một số cái hoạt động rất là ý nghĩa thì các bạn có thể là xem qua. Tiếp theo là về cái mini game thứ 20 của nhóm chúng ta. Thứ nhất là về cái tên gọi mình thường để là mini game, để có lẽ là cho mọi người có một cái tinh thần cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. Chứ nếu nó đặt tên là một cuộc thi thì có lẽ là nó sẽ hơi nặng nề, và có lẽ nhiều bạn cũng tâm lý áp lực và chưa sẵn sàng để tham gia, đúng không ạ? Nên là cũng mong là mọi người cứ nhiệt tình, thoải mái để chúng ta tham gia. Đó. Và cũng như là cái mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đó là chúng ta sẽ giao lưu với nhau, đúng không ạ? Tiếp thêm động lực cũng như là cảm hứng luyện tập cho các thành viên. Và khi các bạn tham gia thì cũng đều nhận được mỗi clip, các bạn thấy là mình đều có một cái clip chia sẻ những cái cảm nhận của cá nhân mình về bài đó, và cho các bạn biết là cái điểm mạnh các bạn hiện tại là cái gì cần phát huy, đúng không ạ? Cũng như là những cái điểm yếu các bạn đang có, đang thiếu, đấy, chúng ta cần khắc phục và cách luyện tập ra làm sao, đúng không nào? Đó, ngoài cái nghiên cứu của mình ra thì các cái thành viên khác cũng đã có những cái đóng góp ý kiến, có thể là khen hay, đúng không ạ? Có thể là các bạn có góp ý ở khía cạnh này, khía cạnh kia. Đó, thì hy vọng rằng sau mỗi cuộc thi như này, qua những cái đóng góp ý kiến rất là chi tiết như vậy, thì mọi người cũng sẽ tự tin biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, và có được một cái cách luyện tập hiệu quả hơn, và nâng cao được cái năng lực chơi sáo của mình hơn, các bạn nhé. Thì trong cái mini game 20 này thì chúng ta nhận được 32 clip dự thi. Tuy nhiên rằng là có một số cái clip, 3 clip chưa đảm bảo đúng cái thể lệ, ví dụ như là cái vấn đề về hình ảnh, đúng không ạ? Đấy, tức là tối thui, không có nhìn thấy hình ảnh đó. Rồi thì có một số cái clip chưa đảm bảo đúng về góc quay đó. Rồi thì một số clip là chưa về cái vấn đề là cái hashtag, đúng không ạ? Đấy, nên là những cái clip này, 3 clip này thì sẽ không được chấm điểm trong phần dự thi. Tuy nhiên là cái phần nhận xét thì mình cũng đã có nhận xét rất là chi tiết cho mọi người đó. Các cái phần dự thi còn lại thì cũng có 2 clip, 3 cái clip, đó là về cái việc là các bạn thổi sáo ghép với nhau nhưng mà nó có bị vấn đề về chênh phô về cao độ, tức là sáo nó bị thấp hơn đó, và có những bạn thì chưa ghép cái với nhau tốt được cái vấn đề trường độ, tức là cái độ ngân có thể là hơi thiếu hoặc là hơi thừa, đúng không ạ? Đó thì đây là mình cũng đang chia sẻ với các bạn về cái số lượng clip dự thi, cũng như là cách chúng ta loại các cái tác phẩm như thế nào và cách chấm điểm ra làm sao, đúng không ạ? Để các bạn biết được, chứ nếu chúng ta chỉ dùng cảm nhận thôi thì nó sẽ có những cái chưa chính xác, bởi vì đôi khi có những người họ có một cái phong thái biểu diễn rất là tốt, hoặc là tiếng sáo rất ngọt ngào tình cảm, mà chúng ta chỉ bám vào những cái đó thôi thì để đánh giá một cái tác phẩm tốt thì nó chưa đầy đủ, đúng không ạ?
Đó. Thì sau khi lọc được các cái tác phẩm chưa hợp lệ rồi thì những cái còn chưa chuẩn ở mức độ cơ bản là đúng nốt tìm phách ấy, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm vào vòng trong. Đấy. Những cái tác phẩm vào vòng trong thì thứ nhất là chuẩn về cao độ này, đúng không ạ? Đấy. Khớp với beat, về nhịp phách này, theo được beat từ đầu đến cuối này, đúng không nào? Đó, thì là những cái cơ bản chúng ta cũng sẽ được đảm bảo và vào được vòng trong. Tuy nhiên là trong các bạn đó thì có những bạn lại tiếng sáo trong hơn, tốt hơn, và có những bạn thì tiếng sáo lại còn xì rè, đúng không ạ? Thì các cái tác phẩm xì rè chúng ta cũng sẽ dừng lại cái vòng đó, đúng không nào? Tiếp tục là mình sẽ lại xem xét ở những khía cạnh, ví dụ như là cái dòng nhạc này chúng ta cần kỹ thuật gì, và có lẽ nếu như các bạn nào quan tâm để ý thì các bạn cũng sẽ thấy rất là xuyên suốt, rất là rõ trong các clip nhận xét của mình. Đó là đối với cái dòng nhạc dân ca này, đặc biệt cụ thể luôn là trong cái bài biểu giặc mây trôi này, thì chúng ta sẽ có những cái rất là quan trọng, ngoài việc đúng nốt nhịp phách ra, đúng không ạ, ngoài việc khớp beat từ đầu đến cuối ra đó, chúng ta sẽ cần phải có được các kỹ thuật, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là trong cái bài này có ba cái rất là quan trọng, đó là các cái nốt hoa mỹ này. Đấy, chúng ta thêm được các nốt hoa mỹ vào nghe nó rất là ngọt ngào tình cảm, đúng không nào? Đó, chúng ta thêm được các cái ngón kỹ thuật cụ thể ở đây, đó là hai kỹ thuật, đó là rung hơi, đó thường nó sẽ là rung hơi sau, cũng như là cái láy láy rèn ở cái nốt rê đó, thì là những cái rất là quan trọng và các bạn phải đảm bảo được ba cái đó, đó thì nó mới là một cái phần trình bày thật là hoàn hảo, đúng không? Đương nhiên ở đây thì mình thấy là hầu hết các bạn cũng là những người chơi nghiệp dư, hoặc là chúng ta có đang học trong các cái chương trình online thôi, chứ chúng ta cũng chưa học trực tiếp tại một thầy nào đó, hoặc là chúng ta có được một cái việc học ở trong trường, đúng không nào? Và cuộc thi này cũng là như vậy, tức là để tạo cho các bạn có một sân chơi như thế. Thế nên là các bạn có những bạn là có được cái này, ví dụ có bạn rung hơi tốt nhưng mà láy rèn đang thiếu, đúng không ạ? Chúng ta lại biến nó thành láy đơn chẳng hạn thế. Có những bạn thì láy thì tốt nhưng mà cái hơi thì lại chưa tốt. Đó, và có những bạn thì lại có cả hai cái nhưng mà nó lại còn hơi mờ à, nó chưa được sắc nét rõ ràng, đúng không ạ? Đấy, thế nên là cũng chia sẻ để các bạn nắm rõ được cách chấm điểm, và đi đến vòng cuối cùng thì có một vài cái tác phẩm để mình cũng băn khoăn, cũng như là để các bạn biết được là cái tác phẩm của mình được vào vòng cuối. Có một số bài đó là bài của chú Đặng Văn Sầu, cái tiếng sáo rất là tình cảm, tuy nhiên là về cái kỹ thuật láy rèn thì chú đang còn thiếu, đúng không ạ? Của bạn Tuấn Anh Trần đó, bạn cũng khá là đầy đủ về kỹ thuật, nhưng cái phòng của bạn thu tiếng sáo thì tóm lại là cái mình nghe được thì âm thanh nó không được rõ ràng, cái là tiếng vang nó hơi xáo trộn một chút, nó không được thật tiếng nhé. Bài của anh Quang Lệ thì tiếng sáo của anh cũng rất là tình cảm, tuy nhiên là ngay từ những cái ví dụ như là cách cầm sáo của anh, đúng không ạ? Đấy, rồi thì cái thiếu láy rèn, cái rung hơi của anh thì khá tốt. Bài của bạn Quý Trần thì bạn đã kiếm được một cái beat khá là mới lạ, đúng không nào? Đó, và nghe cũng rất là hay. Đấy, và bài của bạn Trần Văn Thoại thì có những cái chi tiết ví dụ hơi xì một chút, cũng như là có thừa một cái ngón đó, thì mình cũng đã chỉ chi tiết cho bạn và gửi clip chi tiết rồi. Bài của bạn Nguyễn Anh Duy cũng là một phần trình bày khá là tốt, tiếng sáo êm mềm, tuy nhiên là cái phần rung thì lại chưa được tốt lắm, cũng như là cái kỹ thuật lấy rèn thì bạn cũng làm nó có bập bọ lúc được lúc không, đúng không ạ? Đó, bài của Phạm Dương Linh thì cũng là một phần trình bày nó có một cái tương lai rất là tốt, tức là bạn đang có những cái ngón kỹ thuật rất là rõ ràng rành mạch, tuy nhiên là bạn đang thổi có lẽ là tham gia cuộc thi nó hơi áp lực một chút, nên là chúng ta đang thổi nó còn hơi xì, còn hơi đuối, trong khi là cái láy rèn của bạn làm khá là tốt, cũng như là cái rung hơi thì hơi đuối một chút, nhưng mà nhìn chung là bạn sẽ là một người chơi rất là tốt trong tương lai, thì cố gắng luyện tập. Bài của Lê Đức Đạt thì cũng giống như là của Dương Linh, thì cái thể hiện kỹ thuật thì rất là sắc nét rõ ràng, nhưng có lẽ là tâm lý, nên là chúng ta thực hiện thể hiện những cái đó ra nó còn hơi cứng, hoặc là chúng ta đang quá chú tâm vào cái việc là tôi sẽ thể hiện thật rõ ràng những cái kỹ thuật này, nên thành ra là về mặt cảm xúc thì nó lại chưa tốt lắm, đúng không ạ? Đấy, cố gắng luyện tập thì sẽ có được cảm xúc tốt hơn. Nó cũng giống như cái việc chúng ta có một cái bài thơ chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, mà nếu chúng ta chỉ chăm chăm đọc thật to bài thơ đó thôi thì đương nhiên là sẽ rất là rõ ràng, nhưng mà để mà đọc một bài thơ thì không ai người ta đọc quá to, đọc vừa phải và có được cái sắc thái đó, đúng không ạ? Bài của anh Quốc Hoàng Giáp thì có lẽ là mọi người cũng thấy rất là rõ, có một cái sự tự tin rất là nổi bật, đúng không ạ? Và có một sự tự tin cũng như là phiêu trong các cái câu biểu diễn của mình. Tuy nhiên là cái rung hơi của anh thì tốt,
Tuy nhiên cái lấy rèn của anh thì anh cũng giống như một số bạn, đó là chúng ta biến cái lấy rèn nó thành cái lấy đơn, đúng không ạ? Đó. Thì qua rất nhiều những vòng đắn đo và đi đến quyết định thì sẽ có 3 bài đặt giải theo đúng quyết định của chúng ta. Đó là bài của bạn Quý Trần, của bạn Lê Đức Đạt và bài của anh Quốc Hoàng Giáp, ba người sẽ đặt giải. Và cụ thể thì là giải nhất sẽ thuộc về bạn Quý Trần. Đó, với một cái phần trình bày khớp beat từ đầu đến cuối, nốt nhịp phách là ok, đúng không ạ? Cũng như là chúng ta có được một cái tiếng sáo hòa với tiếng beat khá là ổn định. Đấy, về kỹ thuật lấy rèn cũng như là rung hơi thì đã đúng hình, đúng không ạ? Tuy nhiên là như anh đã chia sẻ với lại Quý là nó chưa phải là cái đỉnh cao nhất, đúng không? So với các bạn khác có thể tốt, nhưng mà so với cái chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và đó là cái tiền đề tốt để chúng ta có thể là tiến sâu tiến xa hơn, đúng không nào? Đó, chứ nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi thì đương nhiên là nó sẽ không sâu không xa được hơn nữa. Này, chúng ta tích cực luyện tập hơn nữa nhé. Và bạn được giải nhì đó là bạn Lê Đức Đạt. Đó, với đầy đủ các kỹ thuật, ví dụ như là các bạn xem phần của Lê Đức Đạt sẽ thấy rất rõ ở cái phần là lấy rèn hoặc là các ngón, một thứ rất là rõ ràng rành mạch. Tuy nhiên là có thể là hơi áp lực, hơi căng thẳng một chút nên là cái phần trình bày nó chưa được mượt mà thôi. Đó, chúng ta sẽ cố gắng luyện tập hơn nữa để có được cái cảm xúc tốt hơn nhé. Và tiếp theo là phần trình bày của anh Quốc Hoàng Giáp thì sẽ được giải 3. Đó, cái phần trình bày của anh thì cảm xúc, đấy, cái phong thái biểu diễn rất là tốt, rung hơi ok và tiếng sáo khá là tình cảm. Tuy nhiên là cái phần lấy rèn nó cũng đang là một cái thiếu, đúng không ạ? Nên là cũng mong là anh cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở cái đó. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ về nhóm cũng như là cái hoạt động cái mini game là thứ 20 của chúng ta. Và trong thời gian tới thì cũng rất là mong mọi người cũng sẽ đóng góp ý kiến xem là chúng ta sẽ nên tổ chức những cuộc thi như thế nào, đúng không ạ? Có nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng ta có thể xây dựng nhóm chúng ta thực sự là sôi động, hoạt động có ý nghĩa hơn. Đó. Cuối cùng thì xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và chúng ta sẽ có được một cái quỹ thời gian nhỏ nhỏ mỗi ngày dành cho cái niềm đam mê của chúng ta. Và khi nhắc đến đam mê sao trúc thì mọi người cũng dành một chút thời gian để quan tâm xây dựng, phát triển cái nhóm học tuổi 6365 này ngày một phát triển hơn nữa, để góp sức vào cái phong trào chung, đó là đưa nâng cao chất lượng cũng như là số lượng người chơi sáo Việt Nam các bạn nhé. Xin chào mọi người.